Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con là những người học Phật, niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chúng con đã thấy nhiều đồng tu chỉ niệm Phật thôi, thì đến lúc cuối đời bệnh khổ bức bách, gia sự rối ren, tay chân luống cuống, quên mất cả vọng niệm, đồng thời quên mất cả câu A Di Đà Phật, quên mất cả chí nguyện vãng sinh, câu A Di Đà Phật không thể đề khởi lên được, có khi còn oán trời trách đất, khổ không nói lên lời. May thay có phương pháp hộ niệm giúp chúng con chuẩn bị ngay từ bây giờ, tránh đi những sơ suất, bổ khuyết cho hành giả tu hành cầu sinh cực lạc, giữ được chánh niệm để ngày xả bỏ báo thân, tay chân không luống cuống, ý niệm phân minh, chí nguyện vững vàng mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Thế mới biết tầm quan trọng của phương pháp hộ niệm vãng sinh mà ai ai cũng cần đến. Ngày hôm nay lại một lần nữa chúng con thỉnh cầu lão cư sĩ Diệu Âm lại vì hàng phàm phu như chúng con mà giảng nói, để chúng con đi có đường về có đích, để lúc ra đi chánh niệm phân minh, để đời này chúng con có phước phần đi về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kinh bạch trên, chư tôn phẩm, tăng ni, quan lòng chứng minh. Bạch với các ngài, con ngồi đây con nói chuyện mà con thấy ghen tị với cái ban hồn điểm tùy duyên. Tại vì ban hồn điểm tùy duyên có ngài Đạo Thịnh ở bên cạnh. Còn có cái này làm sao mà được ngồi bên thầy, hướng được một chút công đức của thầy, hướng được một chút văn minh của thầy là con mừng rồi. A Di Đà Phật. Và sẵn đây con cũng xin ghen tị với các đạo tràng, được ngài ăn, được ngài giác hảo, được các vị sư cô ở bên cạnh. Chư vị ơi, đời này mà chúng ta gặp được các vị tăng ni chân chánh tu hành dẫn dắt chúng ta niệm Phật, chư vị có thấy mình có cái duyên lớn lắm không? Mình có thấy là cái phước phần của mình lớn lắm không chư vị? Xin trân quý, xin trân quý cơ hội này để đi vãng sanh. Bạch với ngài Đạo Thịnh, không ngờ trước khi lên đường Zoom này thì con có nghe những lúc mà thầy chia sẻ về pháp hộ niệm, con nghe thầy nhắc lại cái câu của Ân Tổ. Ngài nói muốn thành Phật thì một câu A-di-đà-phật có dư. Con nghe Diệu An thì nói có thừa, thầy nói có dư. Thừa dư gì cũng đúng một ý nghĩa, hay quá. Rồi lại nghe Diệu An nói người niệm Phật chúng ta khi lâm chung thì tay chân đầu óc luống cuống, nghiệp chướng quay quần làm chúng ta quên câu A Di Đà Phật. Tự nhiên cũng kết hợp lại với cái lời nói của ngài Đạo Thịnh, đã biết niệm Phật thành Phật có dư rồi mà nhiều người còn muốn thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, thêm nhiều quá đi làm cho câu A Di Đà Phật đã dư rồi mà dư nữa, vô tình coi chừng bài thi chúng ta lụm thủm quá mà mất đi cái trọng điểm, làm cho cái điểm đầu đó thấp xuống. Chư vị ơi, hôm trước nghe Bác Đạt có nói mình đi tu được thầy hướng dẫn chỉ cho mình cái bài để mình học, mà còn kèm theo những người hướng dẫn cho mình làm bài đó nữa, thì thầy mình cho mình đề thi, hãy học cái chương này, mình cứ học cái chương này đi. Mình không chịu nghe lời thầy, lại học thêm 2-3 chương nữa. Đến khi vào trường thi, mình học viết cái chương này không, mình thấy hình như gọn quá, thôi thêm vài ba chương nữa. Vô tình thêm vài ba chương nữa, lại lạc mất đề.
Chính vì thế mà bạch với các ngài, Đức Thế Tôn đã dặn, thời mạt pháp này chỉ còn có câu A Di Đà Phật mới đưa chúng ta thành tựu đạo quả trong một đời này. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói niệm Phật một câu A Di Đà Phật có dư, mà chúng ta không chịu làm trọn vẹn mà lại thêm nhiều quá, dư nhiều quá, tướng là hay, vô tình dư nhiều quá bị loạn, bài thi bị mất chủ đề, làm cho chúng ta bị thầy mình, tức là Đức Bổn Sư đó, chê là yếu. Thôi các con chờ thêm vài kiếp nữa, để chừng nào mà thấy vững rồi các con đi thành Phật sau. Chi vậy chư vị? Chi vậy? Ấn Tổ dạy tất cả giáo pháp của Phật không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp, hợp với căn cơ tất sanh diệu dụng. Thì chính Đức Thế Tôn dạy chúng ta là một câu A Di Đà Phật là hợp với căn cơ nhất, hợp với cái trình độ của chúng sanh trong thời này nhất, và hợp với thời mạt pháp này nhất. Chư vị nhớ, thời mạt pháp này có cái thời hạn dài hơn thời chánh pháp 10 lần, dài hơn thời tưởng pháp 10 lần. Nghĩa là thời chánh pháp chỉ có 1.000 năm thôi, thời tưởng pháp 1.000 năm, còn thời mạt pháp tới 10.000 năm lận. Như vậy thì cái pháp nào dành cho cái thời mạt pháp này chính là cái chú tâm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trao truyền chúng ta, để thời gian dài gấp 10 lần những cái thời hạn kia, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, cứu nhiều chúng sanh nhất đấy chư vị. Với hơn nữa chư vị thấy coi, hàng phàm phu nhiều hơn thánh nhân trong cõi này tôi vô lượng lần đấy chư vị. Nếu mà chúng ta biết được cái điểm này thì rõ ràng chính cái câu A Di Đà Phật cứu độ từ cái hàng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đến những vị trong cái lục đạo luân hồi này, chư vị biết là vô lượng vô biên những người có cái tâm Phật đó mà vội vã vùi mình vào trong những cái cảnh kinh hoàng để chịu nạn. Chính vì thế mà chư vị thấy không, tại sao Đức Thế Tôn giảng ba tạng kinh điển, bộ 84.000 pháp môn, mà sau cùng ngài nói là hãy mau mau quay trở về câu A Di Đà Phật, một đời này vượt qua 6 đường luân hồi trở về Tây Phương thành đạo. Chính vì thế chư vị thấy bổn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy ta trong thời mà pháp này niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Ngài Ông Quang cũng dạy một câu A Di Đà Phật có thừa. Ngài Thiện Đạo nói tất cả 1.000 vị Phật thay phiên nhau xuống cõi ta bà này trong hiện kiếp này giảng đủ kinh đủ pháp, nhưng sau cùng cũng chỉ là quy tụ chúng sanh trở về Tây Phương với câu A Di Đà Phật. Chư vị coi tất cả chư tối chư Phật nói lời thì khác nhau mà ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Các ngài khuyên chúng ta mau mau trở về Tây Phương để một đời thành Phật. Nếu chúng ta có nhiều người sơ ý nói Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại cho chúng ta ba tạng kinh điển mà ta cứ một câu A Di Đà Phật thì ba tạng kinh điển ở đâu? Không ngờ khi chúng ta đọc kỹ rồi thì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng là một câu A Di Đà Phật là pháp giới tạng thông bao gồm tất cả kinh giáo của ngài nói ra. Chư vị ơi, khi mà mình đưa lời tổ đưa lời Phật ra, mình mới thấy rằng nếu thực sự một người nào trong đời này mà tin vào lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy, nhất định vạn duyên buông xuống,
giữ một câu A Di Đà Phật huấn tu từ bây giờ cho đến ngày mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định những cái gì các buông xuống, buông xuống, buông xuống nghe chưa vậy? Buông hết đi một câu A Di Đà Phật, chư vị trở về Tây Phương Cực Lạc có thừa. Chứng tỏ rằng chư vị thấy coi, từng bữa chúng ta lên đường xuống này, chúng ta thấy những người vãng sanh là ai vậy? Có phải là phàm phu tội chức sâu nặng vô cùng, chúng bị rơi vào tam ác đạo chịu nạn, mà nhờ một câu A Di Đà Phật này vãng sanh lưu lại tướng lành bất khả tư nghị không chư vị? Như vậy rõ ràng là Ngài Đạo Thịnh nói muốn thành Phật thì một câu A Di Đà Phật có dư. Ngài Ân Quang nói muốn thành Phật thì một câu A Di Đà Phật có thừa. Ngài Thiện Đạo nói một câu A Di Đà Phật dẫu cho chư Phật mười phương xuống đây mà dạy chúng ta cái pháp môn khác cũng chấp tay đánh lễ với Ngài là con giữ câu A Di Đà Phật mà đi, con không thay đổi nữa. Chư vị nghĩ coi, tất cả chúng ta đều y giáo phụng hành lời tổ là Phật mà dạy, thì trong cơ hội một báo thân này thôi nghe chứ vậy, không còn báo thân thứ hai nữa đâu. Báo thân là báo thân đời này, báo thân đời này sẽ không còn lôi kéo chúng ta trong sáu đường luân hồi nữa đâu, mà chúng ta đã vội vã bỏ tất cả những khổ nạn lại theo đại nguyện của Đức A Di Đà trở về Tây Phương Cực Lạc. Xin hỏi các ba, các má, các chú, các bác, có quyết lòng một câu A Di Đà Phật niệm tới đến cùng không? Quyết lòng không chứ vậy? Rõ ràng mình niệm một câu A Di Đà Phật có ngại ngùng là mình làm như vậy là Phật pháp lại mất đi không? Có không chứ vậy? Xin thưa mình trở về Tây Phương là mình làm một vị Phật, một thêm một vị Phật đi đến mười phương pháp giới đến nối Phật pháp giúp chúng sanh thành Phật, hay hơn là một vạn người này chui xuống dưới tam đồ ác đạo, làm sao mà gìn giữ được Phật pháp đây? Hiểu không chư vị? Mong cho chư vị hiểu được như vậy thì ta quyết lòng y giáo phụng hành lời Phật dạy, thời mạt pháp niệm Phật mới thành tựu. Ta cứ một câu A Di Đà Phật niệm đi chư vị, trở về Tây Phương Cực Lạc rồi chư vị mới thấy rõ ràng ta đã đi chánh pháp, đúng là ta đã lưu tồn pháp Phật dài lâu cho chúng sanh, ta đã lưu tồn được pháp Phật trong tâm chúng ta, ta đã truyền pháp Phật đến chư vị pháp giới hữu duyên để cùng nhau thành Phật. Mong cho tất cả chư vị một ngày lên xuống này chúng ta càng an tâm hơn, một lần nghe Ngài Giác Hảo giảng về pháp hộ niệm chúng ta quyết tâm hơn, nghe lời thầy Thoại Anh Phú giảng về pháp hộ niệm chúng ta vững vàng hơn, nương nhau mà đi, nhất định đời này trên dưới chúng ta đều trở về Tây Phương hết. Nguyện mong cho chư thầy vãng sanh thượng phẩm, nguyện mong cho tất cả chư vị đồng tu hạ phẩm cũng đi vãng sanh, trung phẩm cũng được, cứ về Tây Phương là chúng ta một đời thành tựu đạo quả vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.